Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Người Mẫu Á Hậu Hoàng Thị Hạnh. Hoàng Thị Hạnh sinh vào ngày 31 tháng 12 năm 1992 tại Thái Hòa, Nghệ An, là một người mẫu Á Hậu người Việt Nam. Cô là Á Hậu 1 của cuộc thi Hoa Hậu Sắc Đẹp Châu Á năm 2017 và là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất năm 2019. Hoàng Hạnh cũng là một vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp. Cô đã theo học võ Taekwondo từ năm lớp 8 và tham gia thi đấu nhiều giải đấu lớn. Hoàng Hạnh đã giành được 10 huy chương trong sự nghiệp thi đấu võ thuật của mình. Hoàng Hạnh có chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 88, 63, 94. Về sự nghiệp, năm 2012, đăng quang cuộc thi Người Đẹp Làng Vạc. Đây cũng là cuộc thi nằm trong khuôn khổ lễ hội Làng Vạc năm 2012 của thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Hoàng Hạnh cũng đã đăng quang Người Đẹp Làng Sen. Đây cũng là cuộc thi nằm trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2012 của tỉnh Nghệ An. Năm 2013, tham gia Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam và lọt vào top 18 chung cuộc. Năm 2014, tham dự Việt Nam Next Top Model mùa thứ 5 nhưng không có thành tích. Cùng năm thì cô đạt được danh hiệu Á Khôi 1 Miss Hà Nội Model. Cô đã tham gia Hoa Hậu Việt Nam năm 2014 nhưng chỉ đi đến vòng chung khảo phía Nam. Năm 2015, đăng quang Hoa Khôi Thời Trang Việt Nam, tham dự Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và lọt vào top 45. Năm 2017, lên ngôi Á Hậu 1 Hoa Hậu Sắc Đẹp Châu Á tại Thái Lan. Năm 2019, tham gia chương trình truyền hình thực tế Cuộc Đua Kỳ Thú được phát sóng trên sóng truyền hình quốc gia Đài Truyền hình Việt Nam. Cô đã thuộc đội trắng cùng với người mẫu diễn viên Nam Vương Lương Gia Huy. Cũng trong năm 2019, Hoàng Hạnh đã được chọn là đại diện của Việt Nam tại Hoa Hậu Trái Đất, nhưng cô đã không góp mặt trong top 20. Á Hậu Hoàng Hạnh đã xây biệt thự 700m² to nhất xã cho bố mẹ. Sau khi đăng quang tại cuộc thi Sắc Đẹp tổ chức ở Thái Lan vào năm 2017 thì Hoàng Hạnh đã bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò là người mẫu. Cô đã từng diễn catwalk làm mẫu ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần một năm thì Hoàng Hạnh đã ít hoạt động nghệ thuật vì bận tập trung về quê Nghệ An xây nhà mới cho bố mẹ. Người đẹp đã khoe mới tặng đấng sinh thành căn biệt thự 7 tỷ đồng rộng 700m² tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Tết Kỷ Hợi thì gia đình của cô đã đón mùa xuân đầu tiên trong cơ ngơi mới khang trang và to nhất xã. Gia đình của tôi có 10 thành viên gồm bố mẹ, anh chị và các cháu sống chung nên cần xây nhà rộng. Tôi muốn người thân của mình có cuộc sống thoải mái và đầy đủ, người đẹp nói. Từ khi xã Nghi Liên có căn biệt thự bề thế thì bà con hàng xóm và người dân quanh vùng này đã thường tới đây để chiêm ngưỡng. Hoàng Hạnh đã thừa nhận cô đã được bạn trai đại gia giúp đỡ về mặt tài chính. Ngoài hoạt động nghệ thuật, từ 2 năm nay thì nhờ sự hỗ trợ vốn ban đầu của bạn trai, tôi đã mở spa, tiệm tóc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh bất động sản để có thêm thu nhập lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. May mắn thì mọi việc thuận lợi nên tôi có đủ tiền để xây nhà cho bố mẹ. Bây giờ thì tôi không phải phụ thuộc vào ai nữa, tự kiếm được tiền và chi tiêu theo ý mình. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Tôi không muốn dựa dẫm lâu dài vào bạn trai vì nếu sau này anh ấy không hỗ trợ được nữa, tôi sẽ rất bị động, khó làm chủ được cuộc sống của mình, Á Hậu nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.